Thưa quý vị, thưa các bạn, Yên Bái là tỉnh có thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ lâm nghiệp, nông nghiệp có chất lượng cao, khai thác khoáng sản. Với những lợi thế của mình, Yên Bái luôn chào đón các nhà đầu tư trong nước cũng như là quốc tế cùng hợp tác và phát triển. Việc xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Quốc đang được tỉnh Yên Bái chú trọng và tập trung đẩy mạnh bởi các sản phẩm nông lâm sản của Yên Bái rất phù hợp với thị trường Trung Quốc. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tổng số hàng hóa luân chuyển qua các cửa khẩu đạt 6,7 triệu tấn. Nhận thức được vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các địa phương gần đường biên giới cả ở Việt Nam và Trung Quốc tranh thủ khai thác lợi thế này và Yên Bái cũng không ngoại lệ. Bên cạnh việc tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại kết nối giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc do các tỉnh có chung đường biên giới tổ chức, thì mới đây một hội nghị xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu sang huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã được tỉnh Yên Bái tổ chức tại Lào Cai. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam đã trao đổi cung cấp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó thiết lập và phát triển mối quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả. Cảm ơn ngày hôm nay thì là bên phối cùng phối hợp với cả Sở Công Thương của tỉnh Yên Bái cùng tổ chức cái hội nghị xúc tiến thương mại, và qua cái hội nghị ngày hôm nay thì có thể tạo một cái cơ hội để giữa doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái và doanh nghiệp của huyện Hà Khẩu Trung Quốc có thể là trực tiếp giao lưu, tìm hiểu, qua đó thì phát triển cái quan hệ thương mại giữa hai bên. Qua những lễ hội này, chúng tôi cũng đã được giao lưu với nhiều doanh nghiệp trong nước và có cả nước ngoài, và chúng tôi cũng đã thấy có những hiệu quả nhất định. Ví dụ như là sản phẩm của mình tới tận tay người tiêu dùng và đã được người tiêu dùng ưa thích đấy, và đã phát triển từ nhãn hiệu và bây giờ đã trở thành một thương hiệu. Đối với cái doanh nghiệp của chúng tôi ấy, thì cái việc xúc tiến như thế này mang lại hiệu quả rất là lớn, không những đối với ở các cái thị trường Việt Nam mà đối với thị trường ở nước ngoài. Vì thật ra cái bản thân là cái miến đao giới phiên, ví dụ như thế này, đơn giản nó là một địa danh rất là nhỏ của một cái tỉnh Yên Bái mà khi mà không ai biết đến, thế mà đến bây giờ cả nước biết đến và nước bạn biết đến, đây là niềm vui cực kỳ lớn đối với chúng tôi. Thực ra trước khi đến cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi là rất mong muốn tìm hiểu về tinh bột sắn Yên Bái và cũng có chất lượng tốt. Cái hội nghị mà để xúc tiến đầu tư và thương mại như này thì một năm công ty chúng tôi cũng tham gia mấy lần, và tôi cũng hy vọng là qua cái đợt hội nghị này chúng tôi có thể là tìm hiểu sâu thêm về các thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Năm 2018 này, để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 130 triệu đô la Mỹ, ngành công thương Yên Bái đã triển khai một số giải pháp như chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng của nhóm sản phẩm thô và sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng của nhóm sản phẩm chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp tục khai thác mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu. Để cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất được mạnh hơn, thì Sở Công Thương chúng tôi là có một cái chương trình xúc tiến thương mại để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có thể tiêu thụ được cái sản phẩm của mình một cách nhanh nhất, đặc biệt là cái xúc tiến thương mại xuất khẩu. Mặt khác là áp dụng cái thương mại điện tử, thì chúng tôi có tổ chức cái sàn giao dịch điện tử. Hiện nay là trên cái sàn giao dịch điện tử chúng tôi có khoảng 300 doanh nghiệp của Yên Bái là thường xuyên giao dịch và bán hàng trên mạng. Qua cái việc đó thì chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu thì có cái sự tăng trưởng rất cao. Năm 2018 này chúng tôi dự kiến là tăng khoảng 20% so với lại năm 2017. Hy vọng với những nỗ lực của mình cũng như những giải pháp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, các sản phẩm nông lâm sản của Yên Bái sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng.